Rồi, đây chính là trò chơi câu cá. Rồi, thế bây giờ con muốn câu con nào trước nào? Con màu gì? Màu hồng, màu xanh, màu tím, hay là con cá màu hồng, hay con cá màu vàng, hay con cá màu xanh nước biển, hay là xanh lá cây, hay con cua, hay con mực? Con màu xanh. À, màu xanh à? Nó chạy đâu rồi? Xanh lá cây hay xanh nước biển? Xanh lá cây hay xanh nước biển? Đâu rồi, đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Đây đúng không? Thấy con này không? Có. Đúng rồi, con cá này nhá, cô bắt con này nhá. Rồi, thì bây giờ con đọc cho cô từ này nào. Chữ cái gì đây? O hay ô? Ô. À, tôi kiểm tra nhá. Đúng rồi, đây là chữ ơ. Và con đã được một con cá rất là to. Đấy, một con cá. Rồi, tiếp theo nào, con muốn câu con nào? Con Con nào? màu Con xanh. lại màu xanh tiếp. À, con thích màu xanh đúng không? Con cá này nhá. Rồi, con đọc cho cô chữ cái này nào. À, kiểm tra nhá. Đây là chữ A, đúng rồi. Lại thêm một con cá nữa. Rồi tiếp nào, con thích con nào nữa? Con có thích ăn cua không? Con màu hồng. À, con màu hồng. Rồi, con này rất là xinh đẹp. Thế này làm sao nữa ăn nhỉ? Thế đây là ai hả con? Bố. À, kiểm tra nhá. Đây là bố. Chính xác, hoan hô. Rồi tiếp theo nào. Con thích con nào? Con thích mực không? Con thích ăn mực không? Màu nâu. À, con cá màu nâu à? Rồi, đây là chữ gì con? Giỏi quá, đây là chữ O. Hoan hô, lại thêm một con cá nữa. Con thích con nào? Con nào con nhỉ? Con nào con nào con nào? Còn con cá màu vàng này, màu đen à? Đen hay vàng? Đây chỉ có một con cá thôi, một con cua và một con mực. Con thích con nào? Cá, cua hay mực? Cua. À, cua. Rồi. Rồi, con cua này, con đố con biết đây là con gì? Con bò. À, giỏi quá, đây là con bò, chính xác. Và buổi trưa nay con à, tối nay con được ăn món cua rồi. Rồi, tiếp theo nào. Con muốn con nào nữa? Con cá hay con mực? Con gà. À, con cá chạy đâu mất rồi. Nó sợ con đấy. Sợ sợ thành bữa tối của con đấy. Đâu mất rồi? À đây. Rồi, con đây là từ đây là chữ cái gì con nhỉ? Vâng. À, giỏi quá, đây là chữ bờ. Lại thêm một con cá nữa. Và còn một con mực cuối cùng, con có muốn ăn nó không? Muốn bắt nó không? Rồi, bắt nó nhá. Không để nó một mình nó buồn lắm. Rồi, đây là số mấy con? Ba. Đúng rồi, đây là số 3. Chính xác. Rồi, vậy là được một thùng cá rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ con học bài hôm nay rất là tốt. Nhớ rất là nhớ tất cả các từ đúng không?